thanh cao là có kỹ thuật, cũng như là cải tiến những cái đồ mà bỏ lại thành đồ cho anh em chơi, những cái thùng mà đó ba cái thùng đồng bậy, bây giờ nó đúc cho thanh cao, thanh cao chuyển tuyến lên cho anh em xài chất lượng đồng bậy, rất là hòa bình hữu nghị, rất là hợp lý không? Tôi biết tôi mới mua, tại sao tu mà từ miền Tây mà tại sao Hậu Giang mà tại sao tôi chơi vậy anh? Từ Hậu Giang mà phải tìm đến thanh cao ở Long An mua mới được một sản phẩm. Biết anh cái nào theo mà em nhìn anh đây rồi, cái khuôn mặt anh đâu phải là tệ. Dạ. Anh biết chơi hàng, anh dạ. biết chơi đồ nghề. Dạ. Tại vì nhà anh hiện tại giờ 6 cái theo kéo cho thuê rồi, bây giờ dạ. cái này cái thứ 7. Dạ. Trải qua trường lớp đồ nghề rồi. Dạ. Biết cái nào nó hay anh cộng hết ra. Đây là cái cầu Cần Thơ nha các bạn. Mình đã tới được cầu Cần Thơ thì còn khoảng 70 km nữa mới tới nhà khách của mình. Đó. Thì do chỗ tình thương mến thương giữa khách hàng mình với mình á, thì khách hàng mới gọi là yêu cầu thanh cao xuống để giao cái lo, hướng dẫn sử dụng và quay phim để khách hàng hát để cho mọi người đều thấy nha các bạn. Đó, đây là cái sông của Cần Thơ nha các bạn. Sông Cần Thơ nước đục rồi, là một đứa nước đục này là cái mùa nước xuống rồi đó, chuẩn bị có mùa nước xuống rồi đó. Đây là khu vực của Long Mỹ, Hậu Giang nha các bạn, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Thì đây là mình đang chạy vô cái con đường nông thôn, thì khách mình cũng là khách ở khu vực của nông thôn nha các bạn. Thì lúc nay á, là mấy bữa nay á, là khu vực Hậu Giang miền Tây mình mua rất là nhiều sản phẩm lo kéo bên thanh cao các bạn. Ở hôm qua thì huyện Kế Sách Sóc Trăng, thì hôm nay đi giao Hậu Giang. Bà con lúc nào cũng ủng hộ bên xưởng lo của mình hết. Đây mình tới xã Vĩnh Diễn rồi nha các bạn. Thì do mình đi mình quay chỗ này chỗ kia thì các bạn vừa xem lo của mình bán và xem sản phẩm của mình bán, bây giờ các bạn được xem trải nghiệm miền Tây sông nước của mình luôn nha các bạn. Thì có cũng rất là nhiều khách hàng của mình á yêu cầu thanh cao đi tới đâu để quay tới đó cho bà con ở nhà xem nặng cho nó vui. Dùng khu vực xã Long Mỹ này là sản xuất lúa nha các bạn. Đó, sản xuất lúa. Đây mình tới chợ 41 km nữa tới chợ Diễn Châu. Đây là khu vực xã Long Mỹ, trường mẫu giáo Vĩnh Diễn. Đây, tới nhà khách rồi nghe các bạn. Bây giờ mình đã tiến hành mình vô khiên cái lo vô để giao cho khách đặng khách hát. Ô, nặng hang. Nặng hang, chút cũng có bánh xe để mà mình gắn mà. Chào. Nhà ông anh này trồng cây rồi quá đẹp luôn các bạn ơi. Trời, cây bông can rồi như cây núm luôn này hang. Quá trời cây cảnh cây kiển luôn. Thôi. Dạ. Linh này sao hả? Nó đi rồi, nó mất rồi. Thôi, mấy anh em ơi sao là chuẩn bị mò nhậu đó phải không? Thì đang nhậu luôn đó. Mình đang nhậu luôn hả? Mới uống hai ba cốc. Cô yếu ở đó vậy cái bụng con. Vậy sao nãy không nói mấy em này ra khiên phụ để anh Rinh chia cho nó nặng. Vô luôn mấy anh ơi, cho lo vô luôn. Nặng đủ gấp bằng hơn cái thùng miếng lắm ông ơi. Đụng lớn này sao đụng nặng lên đi chứ dạ. Nổi. Đây rồi bỏ xuống. Rồi. Quay YouTube đặng cho chúc mình được lên TV luôn. Dạ. Chưa anh, để em ráp xong cái. Dạ. Được cái trước đi. Để gì nữa. Mình chào sân anh ơi. Dạ. Đó lại cái gì? Không có.
cái đó để chút đưa dây ra thôi, rồi ảnh muốn đấu cái nào vô anh đấu, đưa dây ra cho ảnh thôi. Không, không có cái đó, anh để lại anh xài. Dạ. Hát được hai cái à, anh hát hai cái dưới thôi, hai cái dưới thôi. Dạ dạ. Ở trong này có nào đủ má, đủ đâu mà đủ má bị. Vậy là anh hát hai cái trên cũng được, hát hai cái trên đi. Chưa chưa, để em làm video cho. Còn cái mặt lưới này đang là không. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi, những chỗ mà có uy tín mình hả mua, chứ mình mua mấy chỗ không uy tín là biết bảo hành trục trặc thì sao không biết có ai. Dạ. Dạ dạ dạ, đúng rồi. Đúng như là anh thấy là em mới giao ở Vũng Tàu không nào. Đúng rồi. Đúng. Đúng rồi. Vừa coi dạ. Anh đó. Em bắt trực tiếp cho đâu coi em là anh mới mua đó. Dạ. Shit. Ở đây là chú ruột của anh bán cho kéo cái ốc anh mua nè. Dạ chú đúng rồi. Là 10 cho anh giếm anh. Dạ. Coi thằng kìa. Nè anh quay cái mặt nè, cái mặt lưới này nè, nó hiện tại bên xưởng em là sản xuất cái mặt lưới màu vàng, anh muốn màu đen thì 1 phút 30 giây là thành màu đen thôi. Thì cũng như mình dặn sơn lại. Dặn ra sơn lại thôi. Em có đem đầu sơn giờ mở thử cho mình hát trước đi, rồi chút em sẽ sơn lại. Thì chỗ em là chỗ sản xuất nó dễ lắm, muốn làm gì làm được hết. Nếu mình mua nước sơn thì mình xịt được không? Được. Em đã đẹp không? Mà em thấy anh thấy vàng giờ nó mới sáng. Còn hắn muốn ấy thì chút em tháo là em làm lại cho anh 15 phút xong. Rồi, test lo luôn. Mở nhạc luôn. Đánh rung to to luôn á. Này là đánh rung to luôn. Ồ mà nay chủ nhà đãi mà đãi cái món này là đã luôn ta. Món bần nè. Đâm với ăn muối ớt là thầy luôn nè. Đó, trái bần đó. Vô lý cũng dùng màu đen nè. Ai chả dạ. Cái nữa cho muối cũng dùng màu đen nữa. Ừ. Màu đen còn nhỏ em. Dạ. Làm việc con nó này là cũng như mua nó dặn mua rồi để đây rồi về nó. Dạ dạ. Có gian về hả? Rồi không? Rồi chơi luôn, cả đàn bà đàn ông này nhậu láng hết. Nhậu đại gia. Tây Ninh phải không? Cô gái Tây Ninh phải không? Đầu nay thấy có thanh cao xuống cái mần dịch nè. Dịch này là dịch nó măng phải không? Dịch hầm măng quá trời ngon luôn. Đó. Dịch sim nào hoàng mấy triệu ha. Rồi cũng cảm ơn ông anh đã làm những cái món ăn đặc sản của quê hương Hậu Giang, quê hương Hậu Giang. Dạ. Đào Hậu Giang, quê hương Hậu Giang miền Tây này chơi quá vui luôn rồi. Đó giao lo miền Tây rồi đó, được ăn uống nhậu no say luôn. Lên tới nhà luôn. Làm ăn Bình Dương ăn đó. Dạ. Làm ăn chủ yếu là nhờ có uy tín. Đúng rồi, em này giới thiệu người kia nó. Đúng như dạ. Thấy em nào giờ anh không có quen với em mà như dạ. Thấy em bán cũng như là trong coi trên mạng thấy dạ. Em thấy. Dạ. Mà ngang có uy tín nói chuyện dễ thương. Dạ. Anh mới thấy cái nào giờ anh chưa có quen em nữa sao. Dạ dạ. Dạ. Thì ông anh của mình thấy mình nói chuyện dễ thương, làm ăn có uy tín nên ảnh quyết định mua mình một cái lo để cho vậy thuê. Công an thị trấn mà dám điện xuống tới đây ở dạ. Đây em Út bán nhóc cho mua mà phái cho anh cam. Nói chuyện đàng hoàng có uy tín, làm đồ dạ. Ăn có chất lượng. Dạ. Là chim đó. Là chim, không có. Cái này là để ngày mai em coi mới thấy. Cái này là em đang quay lên. Đúng rồi, đúng rồi. Em đưa lên dạ. Đúng rồi. Mình làm đăng ký kênh. Chúc anh hát bài nha. Dạ dạ. Dạ. À, chủ nhà chưa nghe nhạc nữa mà lấy tiền ra trả rồi đó các bạn. Đó. À, cái lo là cái lo là 10 triệu. Rồi ảnh mua thêm cái cục FPT là 1 triệu 6 nữa. Dạ tổng cộng là 11 triệu 600 ngàn.
5 cặp, 6 cặp, 10 cặp, 7 cặp. Rồi tới 7 cặp, 5 cặp, 3 cặp, 13, 9 cặp, 10 cặp, 11 cặp. 600 ngàn đó. Rồi quá trời còn dư luôn. Còn dư quá trời luôn. Rồi rồi rồi, cảm ơn anh. Trời ơi trời, tiền dữ lắm anh. Trời trời trời. Đó miền Tây vậy, má lên lương phải không? Lên lương làm gì? Dạ dạ. À, tài xế là không có nhậu được. Thì cái lo hồi nãy của mình á là màu vàng nha các bạn. Thì do anh á là anh hợp hồng thủy với màu đen nên mình là sửa sang chiếc lo, mình có đem đủ đầy đủ nước sơn theo hết á. 1 phút 30 giây xong là thành màu đen liền. Đó. Thấy 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 anh thấy màu đen chưa? Thấy thành màu đen chưa? Chưa chưa chưa, chút chút đi, để đây chút đi nha. Anh thấy thành màu đen chưa? À, không thích màu vàng phải không? Không thích màu vàng phải không? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, thì đã mình đã 1 phút 30 giây mà mình làm chuyển cái lo màu vàng thành lo màu đen rồi nha các bạn. Đó, mình làm được việc này á là do mình là cái chỗ xưởng sản xuất lo. Mình có đủ đồ mình đem theo để cho phục vụ khách hàng hết. Vì là khách hàng là thượng đế mà. Bây giờ khách hàng muốn gì mình làm chiều theo đó. Đó, theo mà cái màu đen là vừa ý rồi phải không? Đúng rồi, phong thủy. Ủa không? Cái người của anh là anh màu vàng với cái màu đỏ là anh mà anh không chịu, đúng rồi. Anh chạy xe màu vàng màu đỏ anh té hoài mà như chạy xe màu đen. Màu đen. Anh gì nó không bị mà chạy xe màu đỏ nó bị té. Bị té. Bây giờ mình muốn mua màu đen là phong thủy của mình. Đúng rồi. Nó cậy màu. Dạ dạ. Đó là màu đen hả? À, ông anh tình thương mến thương từ Long An đến với Hậu Giang á, thì ông anh chỉ nói mình một câu thôi. À, ôm cái lằn lằn cái đầu. Ôm cái lằn lằn cái đầu không? Rồi. Đó. Thì bữa nay anh em mua quán đất này kia cũng vui vẻ, anh chúc em lúc nào cũng là đạt được cái nguyện của em là mua quán đất. Rồi, em không có gì hơn, em thay mặt tập thể công ty trách nhiệm hữu hạn Lo Thanh Cao. Cảm ơn ông anh đã tin tưởng vào sản phẩm bên công ty của em. Tin tưởng nhiều. Dạ. Đúng không? Anh ở đây là gục thịt với anh không mua, mà tại sao tới em ở đây là sửa chữa này ăn gẹt luôn mà mua. Mà thấy em, thứ nhất là em nói chuyện là thấy có tình cảm. Dạ. Anh thích. Dạ. Thứ hai là làm ăn phải... có mình nói phải có cái sự mà chắc chắn cơ bản. Dạ. Nói là phải nào cái đâu eo đó rồi đó. Đúng rồi, nói là phải làm ha. Nói là phải làm giống như anh hứa với khách. Mà nếu mà mình nói đi, mình nói trường hợp mình nói đi, mình làm mình lừa đảo khách đi, mê mốt khỏi mà nghe. Dạ. Người ta đồn lên rồi. Dạ dạ. Mà sự uy tín thì anh thích cưng. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Cảm ơn anh về thích em về sự uy tín. Cái đó em dạ, sẽ dạ, đó, anh đặt thùng đó, anh đặt đó, anh còn làm cỏ luôn. Dạ. Làm cái vỏ chứ lấy nền luôn. Tại vì cái vàng con ghệ em là giờ nó cũ vỏ rồi. Dạ dạ. Thay vỏ ha. Thay vỏ hết. Dạ dạ. Thay simi cho nó. Thay simi này không? Dạ. Giờ nó bể rồi, nó cũ quá, người ta nói chê. Dạ dạ. Người ta nói là cũng như là cũ quá, bèo quá, ta chê á. Mà dạ, không có bánh chất được đàng hoàng. Dạ dạ. Các bạn, thì chủ nhà hiện tại là đang có cái TV Asanjo 43 inch đời cũ trước. Thì do TV này không có tính năng kết nối Bluetooth và giọng nói nữa. Thì do mình cũng trên đường đi, mình cũng có đem theo cái thiết bị thông minh này. Mình tư vấn cho khách để bán kèm theo thiết bị FPT Lay. Thì thiết bị này là hàng chính hãng, trị giá 1.6 triệu nha các bạn. Đó, mình bán kèm theo. Thì các bạn mua cái này thì mình được cái lợi là mình tìm kiếm bằng giọng nói. Cái thứ hai nữa là mình kết nối với cái lo kéo của mình á, là lo kéo thông minh của mình bằng Bluetooth. Thì các bạn có nhu cầu thì gọi cho mình tư vấn thêm nha. Yeah.
Bạn thân tôi ơi đâu.
nước mặn đông là núi nghèo đất cài lớn sôi đá tôi nhớ anh đó người xa lạ tình phương trời chẳng hề về nhà không bao giờ đòi em vẫn đòi tìm gọi em trong trang anh đợi Thanh Cao có sự uy tín trên xã hội. Và nói chung là cái sự
thương trường kinh doanh thì Thanh Cao làm ăn rất là đàng hoàng. Nếu quý vị tin tưởng Thanh Cao thì quý vị ủng hộ Thanh Cao nhiều hơn, một chào mọi người đi.